Xin chào anh em, hôm nay Cường tiếp tục quay giao lưu với anh em một cây mai chiếu thị lá lớn. Cây này là cây quái anh em ha, mình nói là đổ quái nha anh em nha. Ở một số anh em mình gọi thuật ngữ là đổ cắm đầu á ha. Rồi và tàn đổ của nó là cỡ 20 cm nha anh em. Cây hiện tại rất là già, lá của nó đã có một số cái gút như lá trung rồi. Đó, cây này về anh em mình bấm tỉa thêm một số vàng chi nữa là mình chơi ha. Mình chơi điểm điểm những cái bông hoa này cũng rất là ok nha anh em. Cây rất già ha, có mấy cái co nhìn rất là đã anh em nha. Đó. Này thì được vô một cái chậu đất nung rồi, anh em chỉ để về chơi thôi, không cần mình phải thay chậu đâu. Hoặc anh em có một cái tiểu cảnh, anh em lên cái tiểu cảnh mini cũng ok ha. Thì đây là cần chừa lại trên này, anh em thích thì để rồi mình làm vài cái nhánh nhỏ mình chơi thêm, còn không thôi thì mình cắt bỏ cũng được anh em ha. Rồi và cái này Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 600k, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Cường xin nhắc lại là 600k chưa bao gồm phí ship ha. Rồi anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường, đó là 0374 113366, hoặc kết bạn Zalo là 093 778 7700 để gặp trực tiếp Cường anh em nha. Và trong thời gian này anh em nào sở hữu sản phẩm bên Cường, Cường sẽ tặng kèm anh em một lọ thủy phân để anh em về xịt dưỡng cây và trải nghiệm cái thủy phân bên Cường anh em ha. Rồi, Cường Vin xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.